Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng thẩm định và nghiệm thu kết quả lập đề án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đề án do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai, đơn vị tư vấn là Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp. Đề án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nghiên cứu đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, dự báo xu hướng và xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống của người dân. Đồng thời, lựa chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học và công nghệ có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng chuỗi các nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ có tính hệ thống, đột phá, có tầm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế từng địa phương và trên địa bàn toàn tỉnh. Qua hai lần tổ chức hội thảo góp ý, tham vấn ý kiến của các sở ban ngành, các cơ quan, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung đề án, đồng thời đề xuất thực hiện thí điểm và nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực như công nghệ 4.0, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm chủ lực và nhóm ứng dụng khoa học và công nghệ khác. Các thành viên hội đồng thẩm định và nghiệm thu kết quả lập đề án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề án theo hướng bổ sung, đề xuất mô hình ứng dụng dự kiến triển khai phù hợp, hiệu quả để hội đồng xem xét, đánh giá trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.